cái giới cuối cùng của giới nghiệp, tức là xe đạp tránh ba tránh mạng samma ajiva quên thêm ghi thêm câu nữa, chi pháp của chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp, phía trên đó chi pháp của chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp. Chánh mạng là sự nuôi mạng đúng đắn, gọi là nuôi mạng chắc chắn. Khi những lợi đất thu hoạch được từ công sức trong sạch tức là sự thu hoạch lợi đất không do sát sanh có được, phải không do trộm cắp có được, hoặc buôn bán những điều trái phép như buôn bán người, buôn bán thú, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc. Lúc này buôn bán chất độc hơi nhiều rồi nha. Buôn bán chất độc, buôn bán chất sai. Mà trong thời điểm này chúng ta thấy buôn bán chất độc hơi nhiều đó. Cái gì cũng quá chất không mà phải chất hay chất độc không? Dạ. Nè. Cái sư thấy nè, cái sữa mà sữa đậu nành á, nó đem tới nó có một hộp lớn nè, chứ bỏ vô nó quậy chút xíu ra mấy hộp lớn, có mùi đậu nành đàng hoàng luôn, mà một cái cục chút xíu. Nè. Dùng quá chất á, còn cà phê nó gọi là cà phê cam, bán ở chợ lớn á, ở đường Lăng Ông á, một can này nó bán khoảng cái chừng có mười mấy ngàn, 20 ngàn, nó đem về bán ở mấy quán cốc á, cứ đi 10 ngàn, đi 10 ngàn, đi 5 ngàn, biết bao nhiêu mà, nó quá chất đổ vô thôi, mới có cái loại quá chất nữa. Những cái món như là bò kho đúng không? Nó đổ nó có cục nó bỏ vô nó quậy nước chút xíu ra cái mùi giống mùi bò kho này,
mà cái màu cũng y chang vậy luôn. Cho nên cái đó là người Việt hại người Việt. Không có đội thừa ai hết, cái người Việt hại người Việt chứ ai. Hồi xưa nha, ở Vũng Tàu nổi tiếng nhất là cá đù một nắng, nổi tiếng luôn á. Mà bây giờ á, khi nó bơi lên sợ rùi á, nó sụt lớp quá chắc là rùi không bám được cái rồi. Coi như là ăn cá đù bây giờ á, cái đù nắng là quá chắc rồi. Từ vô bánh đá coi, nhiều lắm. Hồi xưa xưa lang thang bánh đá, xưa biết mà. Bây giờ thì chơi vô quá chắc nó sụt chứ. Hồi xưa cá đù một nắng là của chúng ta là nổi tiếng luôn, bán rất mắc. Chứ làm cái cơ sở mà gia công á, thì cái cục nghe chơi thôi. Bà chủ khi một đợt cá về đó là cùng với con gái á, không có lợi nhiều đâu, mà chỉ biết ra cái tiệm vàng sắm vàng, sắm lần chắc cũng 10 cây. Mà cái hôm nào á, cái đợt cái cá nào á mà mưa nhiều đó, bơi không được đó, về cái bả mới than gì đó, là tại ở ngoài xin tôi trâu mà, họ trâu cái này lỗ rồi trâu rồi. Nói xíu hỏi lỗ sao sao cái này ước tính lời 10 cây chỉ còn 2 cây là lỗ á, ước tính lời 10 cây nha. Mà giờ còn lời 2 cây là lỗ rồi, ghê vậy đó. Mà giờ cá đồ một nắng giờ nó sụp ghê quá, cắt lên giờ là mất tiếng luôn. Thì cái ngày buôn bán chất độc á, nó là một trong cái để nuôi mạng đó, gọi là tàu là mạng bắn rượu ha. Nên trong cái nhóm tử mình cũng có người đi bắn rượu nè, giờ nghỉ rồi đó. Mà nuôi mạng bằng cái đó gọi là tàu mạng. Rồi nuôi mạng tránh mạng có nghĩa là do công sức mình bỏ ra ha. Vậy giờ hối lộ phải là hối lộ phải tàu mạng không? Hối lộ phải tàu mạng không? đi mà gọi là gì đó, kiểm tra đi kiểm toán, anh đi kiểm toán đúng không? Đi kiểm toán thì vô có bao thơ sẵn cái đó rồi mình nhận, có phải là tà mạng không? Tà mạng, ôi giời, nó dùng ra giá. Ôi đầy sơ lơ, nó không làm đầy á. Mà không làm thì nó đẩy ra nữa. Không làm thì nó đẩy ra đúng không? Không làm thì nó đẩy ra liền đúng không? Đúng rồi, mà cái bông bì á nó có đẳng cấp nha. Đúng rồi, nó đẳng cấp mà. Mà nhân viên đẳng cấp như thế nào mà gọi là ship là đẳng cấp như thế nào đúng không? Đúng rồi. Mấy cái đó gọi là tà mạng nha. Mà cho nên cái quả của tà mạng á là không cách nào gọi là coi vậy đó. Nhưng mà rồi bây giờ bây giờ cái tiền nhiều quá sợ đúng không? Hối lộ nhiều quá sợ đúng không? Bắt đầu đi làm phước đúng không? Đi nhân y đi kia đúng không? Đi làm phước là cái này nọ kia kia, cái đó tốt hay xấu? Cái đó là quả đen trắng cho quả đen trắng cho kết quả đen trắng. Sau này cái nào mà nó trả trước á, cái nào trả trước á, ví dụ như anh em làm bước trước á, nó trả trước á, thì nó tới mà thử không được, nó tới mà thử không được. Rồi chúng ta thấy có nhiều người trúng số xong thì chết đúng không? Đúng rồi, trúng số là thì nó tới mà làm thử đâu được đâu. Chấm cửa hàng đi. Nếu vì sự sống mà sát sanh
Nếu vì sự sống mà sát sanh, thì phạm hai nghiệp là sát sanh và tà mạng. Nó có những người cái làm cái nghề sát sanh để mà sống, ví dụ giống như là giết gà, vịt, giết trâu, giết bò, giết heo, thì người đó rơi vào hai nghiệp, một nghiệp sát sanh, một nghiệp nữa là tà mạng. Tại vì sống từ cái lợi nhuận đó, đúng không? Ở tà mạng. Phải, nếu sự sống do sát sanh, do trộm cắp mà có được này, thì nhiều lắm á. Hối lộ phải là hình thức trộm cắp không? Hối lộ phải là hình thức trộm cắp không? Còn bây giờ tôi không đưa tôi thì tôi làm khó dễ, đúng không? Bởi vì nó phức tạp, cái xã hội nó phức tạp, cho nên là cá phát lên nhiều, mã phát lên nhiều, bởi do tà kiến nó rất là nhiều. Tà kiến rất nhiều thì áp pháp nó tăng lên, mà nó tăng lên thì cái chúng sanh nó đang bị cộng nghiệp chung đó, vậy thôi nha. Rồi nếu do trộm cắp mà nuôi mạng thì phạm hai nghiệp là trộm cắp và tà mạng, vân vân. Đó là nói về chánh mạng ở bên ngoài. Còn chánh mạng bên trong là chỉ cho tâm trong sạch, không vướng mắc tới tham sân si. Như nãy giờ mấy cô biện luận do cái xã hội mình bắt buộc phải bị vậy, đúng không? Vậy là do gì? Cái tâm cái do gì? Do si, do sân hay do tham? Si, do tham. Rồi chánh mạng là cái tâm mình trong sạch, không vướng cái tham sân si. Bây giờ mình bào chữa vậy thì là cái chánh mạng cũng có tại bị này kia. Tại bị nhưng gì kia, đúng không? Tại vì do hoàn cảnh kia, đúng không? Nó đừng nói là làm công nhân viên mà tôi nuôi mạng chân chánh nha. Có không? Có ai nói nghĩ công nhân viên mình làm nuôi mạng chân chánh không? Không, cũng dính mà cũng bị chút mà. Không, nếu mà có cái gốc thì đỡ chút. Chú Hàng, chi pháp của chánh mạng là tâm sở chánh mạng. Còn chi pháp của tà mạng có thể do tham, có thể do sân, có thể do si.